Hi, xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc mừng năm mới vạn sự như ý đến tất cả các bạn và gia đình. Chúc các bạn một năm thật nhiều sức khỏe và thành công. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết, là một ngày rất là đặc biệt trong năm. Mình sẽ khai lộ đầu năm, cũng là để kỷ niệm một ngày đặc biệt trong cuộc đời mình. Thì mình với người bạn của mình sẽ thực hiện một cái tour ngắn từ thành phố Bà Rịa lên hồ Đa My của Bình Thuận. Mời tất cả các bạn hành trình cùng bọn mình nhé. Này, bên này là Bà Rịa Vũng Tàu này. Đó, đi qua cái cầu này là sang Đồng Nai này. Đó, cái đường nó nhỏ là còn con nữa. Đấy, thấy chưa? Và bắt đầu nó dằn nhá. Đấy. Bình Châu thì qua Bình Thuận. Còn Châu Đức này thì qua Đồng Nai. Chỗ này là cái gì đấy? Cẩm Mỹ, Cẩm Miết gì đó. Cái tuyến đường này so với đầu năm cuối năm 2023 thì con đường này đã được làm lại rồi, đường đi rất là ngon rồi nhá, đường cực kỳ nhẵn luôn, có nhiều đoạn còn chưa kịp trang trí đường này. Đó, bên phải này này, bên phải này là huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai, nhưng mà bên trái này thì là huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận. Đó, ở đây mà có hai ông gì hàng xóm với nhau á, thì mỗi ông ở một tỉnh. Thị trấn Võ Xu. Ê, ca là huyện nào nhỉ? Em ca là huyện nào nhỉ? Cái này nó đi theo huyện mà. Ví dụ như thành phố là D nè. D1 là Bà Rịa Vũng Tàu. À, là thành phố Bà Rịa. C là Vũng Tàu đúng không? Vậy thì K này là ở đâu? Nó ở 72 này. Chào. 72. Cái chỗ róc tim á. Cái chỗ mà bữa trước em nói đi á. Trong này nè. Đó, cái đường này đó. Thẳng cái đường đất nó đi vào cũng phải tầm 2-3 cây nữa mới tới. Đó, đó. À, đây này, chữ Lang Gâu này. Đi vào trong đó, hơi xa đó mà đường cũng khó đi lắm. Nhưng mà căn bản trong đó lèo á, nóng lắm. Mình không có ở lại tối thì mình thuê cái lèo thì tốn tiền. Mà mình thuê cái lèo thì mình ngủ thì cũng không ngủ được. Tại vì ban ngày á, nó nóng lắm. Thông thường mà người ta đi cam á, là họ sẽ đi vào lúc vào trong đó lúc 3 giờ. Đấy không? 3 giờ chiều á là họ nhận phòng, sau đó họ chơi tối họ phải ở lại thì nó thuê cái phòng nó mới đáng. Hiện tại chúng ta đang ở trên đèo Tà Pao, cung đèo rất là đẹp trên cái con đường quen thuộc của những Phật thủ khi các bạn đi lên Đà Lạt. Đây là một lựa chọn thứ hai nếu như các bạn muốn lên Đà Lạt nhưng mà không muốn leo đèo Bảo Lộc, các bạn không muốn đi quốc lộ 20. Quốc lộ 20 là rất là dễ tắt đường các bạn nhé. Còn cái cung đường này thì cực kỳ đẹp và rất là ít xe. Sao lại vứt rác ra ngoài đường thế? Này, 15 km. Ui, mấy bác cua mạnh quá lao ra ngoài này em cũng chết. Ông vào anh đi nó dễ hơn. Ô, ông này quen đá chân trống nè, nguy hiểm quá. Lên lèo mà quen đá chân trống là nguy hiểm lắm, nhắc anh nó đi. Chân chỉ chân trống á. Trời ơi, nguy hiểm lắm. À rồi, ông đá lên rồi. Hình như em sợ đúng không?
Hả? Hình như là bạn sợ rồi, thấy mỗi lần cua lại thấy bạn ôm cứng lại. Ôm chắc á. Sợ, nói sợ đi, còn bảo hỏi sợ hay không lại bảo không sợ. Sao đâu, yên tâm, đây đi tốt. Mỗi lần vào cua thấy bạn ôm lại là biết bạn sợ rồi. Còn mấy đoạn cong là thôi, sắp đến rồi. Đấy, bạn nhìn vào cái gương lồi này nè, không thấy có xe này thì đi thoải mái nè. Đó. Tác dụng của vật lý. Mình cua hết cỡ xem nào, bạn sau nữa nó có ôm chắc lắm. Ê, mày đi chậm chậm thôi mày. Đèo dốc mà mày phóng như thế hả? Biết cái gì không? Em biết cái hả? Em biết cái bông gì không? Không hả? Bông đó là bông đót, người ta lấy về người ta lại làm chổi á. Chưa được nửa đèo. Cái đèo này nó dài phải đến 30 cây số á. Dài lắm. Nhưng mà đi như lúc nãy có sao không? Có sợ không? Đi chỗ này có sợ không? Anh thấy em ôm chắc chắc lại là anh đoán em sợ. Mà đi với team là chạy tốc độ gấp đôi á. Ví dụ đây 40 thì bây giờ phải 80 nè. Nên là anh không có chạy được. Em cái hình dung đây mình đi đúng giờ đó, nhưng mà tầm này là mình đang ở Đà Lạt này, không phải ở đây đâu. Ở đoạn video này thì mình gặp một cái hành động rất là nguy hiểm ở trên đường. Đó là một cái anh này, anh chạy xe số, bác một cái thang rất là dài và chạy trên những cung đường dài. Mình đã gặp cái này từ dưới rồi. Mình tính không đưa cái video này vào trong đây đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình nên đưa vào và để cảnh báo và nhắc nhở tất cả các bạn đừng có thực hiện cái hành động này nha. Nó rất chỉ là nguy hiểm bởi vì đường đèo dốc và chỉ đơn thuần thôi. Nếu như đây là đường bằng thì cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Nó nguy hiểm cho tính mạng của người chạy cái xe này và nguy hiểm cho tính mạng của những người khác khi tham gia giao thông trên cùng một cung đường này. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. Và các bạn nhìn 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 nhá. Vận tốc của thiên tài này. Vận tốc này là 60. Đây mình đang đi 60 mà ông đang còn đi đằng trước này. 63 này, 65 này. Đấy. Thôi, đi trước đi cho nó lành. Thôi, hay đi sau đi, đi sau xem ông này ôm cua mấy đoạn cho vui này. Đấy, vào cua đấy. Ghê không? Ui, ui, ui. Phòng ác à. Nào, nào, cái này mà gặp ô tô thì ông xử lý được gì? Lều nha, bác cái thang dài như thế mà chạy đây được. Sao không chở thêm một người nữa cho người sau chở vác cùng cho nó. Rồi, rồi, ok. Ủa? Đến đây dừng lại hả? Rồi dừng lại đi, tốt đấy.
Đây là lý do mà người ta thích đi chơi ở những con đường cong là như thế này đấy. Chiu. Rồi bây giờ mình sẽ không đi lên đèo nữa. Đi thẳng là sẽ lên cái quán cà phê mà anh nói nhá. Nó rất là đẹp luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ rẽ vào đây để mình đi xuống hòm nha. Rồi cà phê chiều đi nha. Đi vào đây đi rồi có tính chiều mát cho bà tịch. Ờ. Chỗ này đẹp nữa đó, đằng sau đó. Nên đi ra đây anh chỉ cho em xem. Thấy chưa? Đây này cái hòm mình ở kìa. Đó, 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 đó. Thấy không? Mình nhấm tím đó. Ê, ê, bên lái đường mà. Đường đang đi mà. Đó, đèo đó. Nó còn xa lắm. Ừ, đó, đó. Đường này mình... Hả? Thì đường này mình mà đi thẳng á, là đường đó đó. Đường này rất rất dễ thương nha. Đoạn này rất dễ thương nha. Nhưng mà cái đoạn sau này nó dễ thương hơn nhiều. Đó, cứ đi theo đường này là ngon. Ồ, nhưng mà mùa này ngon nè. Mùa mưa là cái cây đấy nó mọc ra đến giữa đường này nè. Nào, bữa trước đi quá nhưng lần này hy vọng không đi quá nhá. Đấy, ở đây có mấy cái đường gành hàng hoa này. Hy vọng hôm sở tây này. À này có biển này nhá. Xịn á, lần trước có biển đâu. Đấy, bây giờ mới là con đường phượt này. Đây 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 có cái cây cầu sắt dễ thương lắm này. Ơ đâu rồi? À đây 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 còn còn. Ôi giời, ui hai cái xe ngon ta. Đúng rồi. Wow, xe đẹp quá ha. Wow, xe đẹp thế. Xe đẹp thế. Trời ơi, biển số đẹp nữa chứ. Ủa cái này là độ hay nguyên bản em? Độ hay nguyên bản? Đẹp ha. Tại vì trước khi lên cái này thì tôi cũng đi một cái này. Nên bây giờ nhìn thấy sướng à. Đi tiếp hả? Đi đâu đây? À, trong này có suối nè. Trong này có suối nè. À, có mà. Đi trước thì chị cũng có một đường rồi. À, hai ông 86 này là chưa đi vào đây à? Đó, chủ nhà đó. Suối đi thẳng. Trong nó có chỗ gửi xe đó, đi đi. Xịn không? Một ông AD, một ông AK. Đấy.
chơi.